Con này là cách ly nha anh em, 22 là 22. Con này mình mới cân nó được 7 kg nha. Con này 6 kg. Con này nó là cái cục biến áp. Để coi thử anh cũng chưa có xài con này. Cũng hàng bãi nha. Con này nó ra được từ 0 tới 130V này, đúng rồi. Vô thì 100V nha anh em. Đó, điều chỉnh đầu ra đó, kiểu như cái đầu ra là được 0 tới 130V. Con này 6 kg. 6 kg. Con này bán cho anh em cục đây mạnh lắm đó nha. Cục đây 750 ngàn nha anh em. Đây này. Cục đây là cách ly nha, cái dòng 22 ra 220 cũng hơi hiếm nha. Cục đây 1,2 triệu nha, rồi hai cục đó nha nè, nặng lắm á, dây đồng không ở trong á.